Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa một con máy in hóa đơn. Đấy, thì con máy gần như con máy in hóa đơn nào nó cũng tình trạng như con này. Đấy, in mờ, không nhìn thấy gì. Thì tất cả siêu thị hay là cửa hàng thì đều sử dụng máy in hóa đơn này, nhưng mà khi in ra thì rất là mờ đấy, các bạn gần như là không thể đọc được đây. Và đây là con máy in hóa đơn đấy, thì con này là con screen. Mình đọc tiếng Anh nó không được tốt lắm cho nên mã của con này là XBN200H. Đấy, thì hiện tại hiện tượng nó thì bây giờ mình sẽ in cho các bạn xem. Con này là mình bán cho khách là cách đây 2-3 năm rồi. Đấy, thì bây giờ là hiện tượng là nó lỗi. Giờ mình sẽ in trực tiếp cho các bạn xem cái bệnh của nó. In ra là chữ rất chi là mờ và gần như là không thể đọc được vì là con đấy. Như các bạn xem thì là mờ không đọc được đấy. Thì để khắc phục nó làm sao, cái bệnh này là rất hay gặp, gần như là ở đâu các bạn cũng, bất kể đại lý hay cửa hàng nào đã dùng cái máy in này là đều gặp cái tình trạng là in mờ hoặc mất chữ mất số, không thể đọc được đấy. Và gần như là không biết xử lý nó thế nào, chỉ có chờ đợi gọi thợ đến, mà nhiều khi thợ người ta mải người ta mà không đến, hoặc là mua, các bạn mua ở chỗ khác, mua online được mà được đi bảo hành thì nó xa. Đây, các bạn em ghé soi bóng điện này. Đấy, nhìn chữ nó hơi gần như là không rõ rồi. Thì xử lý làm sao? Xử lý nó rất đơn giản. Các bạn tắt nguồn điện đi và rút điện ra cho mình. Thì mình ở đây mình sẽ tắt đi. Ở bên cạnh này có công tắc nhé. Đó, các bạn tắt. Đấy. Khi các bạn tắt đi thì các bạn tiến hành mở cái nắp này ra cho mình. Các bạn nhấc cuộn giấy các bạn để lên đây. À quên, mình chưa nói nhé. Trước khi các bạn tiến hành vào làm ở trong con máy này thì các bạn phải kiểm tra xem cái giấy của các bạn mua nó để lâu hay là giấy mới, bởi vì là con máy in nhiệt này nếu như mà giấy để lâu nó cũng sẽ mờ, nó không đủ. Nếu như mà bởi vì là nó mờ làm sao, bởi vì là để nó không bảo quản tốt, để nó ẩm thấp rồi là nó giấy kém chất lượng đấy, thì là nó cũng sinh ra in mờ. Cho nên là trước khi các bạn thử thì các bạn kiểm tra lại cái giấy của các bạn có thực sự là khô ráo và sạch sẽ. Thứ hai nữa là có giấy có đạt chuẩn không nhá. Đấy, đây là cuộn nguyên mình vừa in nhá. Thì là mình cũng đã thử ra cuộn mới rồi, nó cũng vẫn bị vậy. Đây mình đặt thử lại, mình in lại cho các bạn xem. Quên chưa bật máy. In lại nó cũng vẫn vậy. Đó, thì bây giờ để làm sao để khắc phục được cái tình trạng là in nó mờ như thế này. Đây các bạn thấy không? Chữ này như này các bạn mới nhìn thấy, còn nếu để vậy là các bạn gần như là không thể thấy được, phải soi qua. Đấy, thì
chữ của nó mờ tịt đi như thế này. Nếu như mà để mà chữ rõ thì là nó chỉ có đây, cùng hai dòng chữ nhưng dòng chữ to nó rõ hơn được tí. Thì xử lý con này rất đơn giản, các bạn tắt nguồn đi, sau đó các bạn mở nắp ra cho mình. Đấy, sau khi các bạn mở nắp ra thì các bạn tiến hành, ở đây nó là máy nhiệt cho nên là cái thanh nhiệt của nó sẽ nằm ở bên cạnh đây. Đấy, các bạn đặt cái tờ giấy sạch hoặc là các bạn dùng cồn, các bạn lau, nếu như mà nó mà bẩn quá thì các bạn dùng cồn các bạn lau. Đấy là sau khi các bạn kiểm tra những cái giấy của nó mà nó như kiểu là giấy nó lâu ngày rồi thì các bạn phải thay giấy khác, còn nếu như giấy mới thì các bạn tiến hành các bạn lau sạch sẽ ở cái thanh nhiệt này cho mình. Chú ý là các bạn phải lau sạch bong cái thanh nhiệt ép này, bởi vì là nếu thanh nhiệt này nó bẩn thì chắc chắn là các bạn bạn nhìn chưa, nhìn lau nhìn không rõ. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây này. Đấy, các bạn lau làm sao phải lau sạch cái thanh này đi. Đây là cái lỗi thường xuyên tất cả các đại lý nào cũng gặp, hay là các cửa hàng bán mà dùng cái máy in hóa đơn nhiệt. Dùng một thời gian là nó sẽ gây ra là nó chữ nó mờ, nó không nhìn thấy gì. Thì đây là những cái cơ bản nhất ở trong cái máy in nhiệt nó học. Thì các bạn có thể khắc phục sửa ngay tại cửa hàng. Thường thì nếu như mà nó bẩn quá các bạn cứ lấy cồn các bạn lau thì nó sẽ ấy hơn, còn mình sẽ thử lau cái này mà được thì mình sẽ không cần dùng cồn. Các bạn cứ lau phải xà phải cho mình. Lau bao giờ thật sạch cái này. Đấy là các bạn có thể khi nào mà cảm thấy nó sạch thì các bạn nắp vào, không là các bạn test không được thì nó sẽ sang đến bước thứ hai, bởi vì là để sửa bất cứ một cái gì thì nó cũng phải từ những cái bước khâu đơn giản nhất bắt bệnh của nó thì mình mới làm được những cái bước dài. Thì ở đây video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái bước đơn giản nhất tại nhà, có thể xử lý cho các bạn dùng luôn mà không cần phải gọi đến ai, không cần phải làm bất cứ điều gì. Nó rất đơn giản thôi. Nói chung là cái bệnh này thì mình đi sửa thì nó 90% là do thanh ép nhiệt này, chứ nó không phải do cái gì cả. Đấy, các bạn lau trong không là các bạn lau đến cái khay đựng giấy tất cả những cái bụi mà các bạn vệ sinh. Và mình khuyến cáo là nếu như mà cái máy nhiệt này thì nửa năm các bạn phải vệ sinh trong ngoài một lần, thì các bạn không phải để như vậy các bạn dùng cho đến khi mà nó hỏng hẳn như này rồi không bắt đầu các bạn mới bay đến thì nó lúc đấy bệnh nó ra lạ lắm rồi. Cho nên là cứ làm sao cứ được năm các bạn chịu khó mà các bạn vệ sinh sạch sẽ máy từ trong ra ngoài. Và thứ hai nữa là cái giấy in là các bạn phải để vào nơi thoáng mát khô ráo và không nên mua nhiều. Đại lý nào bán nhiều nó nhận lắm thì mình bán, mình thấy khả năng gọi là bán như một cái đại lý to người ta dùng một năm mới hết có lửa thùng giấy thôi. Cho nên các bạn đi mua các bạn chỉ tầm mua tầm 20 cục cho đến 30 cuộn giấy là nhiều lắm rồi, chứ các bạn mà làm đến 100 cuộn là các bạn dần đến sang năm chưa hết rồi là nó lại thành ra là giấy hỏng, mà nếu bảo quản không tốt. Còn bảo quản tốt thì các bạn lấy cả thùng vẫn ok. Đấy là cái hướng mình giải quyết. Nhưng mà các bạn lau mà cảm thấy là nó sạch sẽ các thứ rồi thì các bạn bắt đầu đóng lại và các bạn test thử. Đây mình sẽ đóng lại và mình test thử cho các bạn xem cái
ta sẽ biết con thế nào thì mình sẽ test thử luôn. Quên bật, chưa bật điện. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ nó sau khi mà mình lau đi thì nó sẽ như thế này. Đấy, chữ này. Để như thế này là các bạn đã đọc được thấy nét hết rồi. Đấy. Đây các bạn xem so sánh lại cái tờ giấy cũ với tờ giấy mới. Đây một bên là tờ cũ, một bên là mới. Các bạn nhìn thấy gì rồi? Nó đã khác nhau hoàn toàn. Bên này là tờ mới này. Bên này là tờ cũ này. Nhìn. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đấy các bạn nhìn cái tờ mới này. Thấy chưa? Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Rất đơn giản. Không có cái gì. Chỉ một bước là đơn giản như vậy. Đấy nhá. Mình in lại cái nữa này. Xem đã ok rồi. Đấy. Ok. Bây giờ để vậy các bạn có thể nhìn thấy. Đấy. Thấy chưa? Rất là đơn giản luôn. Thì video này mình làm đến đây thôi. Còn nếu thấy hay thì các bạn like ủng hộ mình để mình làm video sau hướng dẫn nhiều thứ hơn. Nói chung là bên mình thì mình làm tất cả mọi thứ, cho nên là với những cái kinh nghiệm mình đã từng làm và đã từng chỉnh thì mình có chia sẻ cho các bạn, những bạn nào chưa biết hoặc biết rồi thì mình giao lưu kinh nghiệm, còn chưa biết thì mình chia sẻ cho các bạn. Với lại các cửa hàng đại lý là những cái này là những cái thiết yếu mình sử dụng hàng ngày, mà nó không may nó hỏng hóc, các bạn không biết cách xử lý nhanh thì nó thành ra một cái là nó thành ra một cái là các bạn phải chờ đợi, nó mất thời gian, trong khi đó cửa hàng thì nó cần nhanh gấp. Đấy thì mình cũng làm hướng dẫn cho các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn like và theo dõi kênh. Rồi, chào các bạn, video hôm nay mình làm đến đây là hẹn gặp lại các bạn ở video khác.